Bên em tiếp tục về Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G 2019 anh chị nha. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, có nước sơn màu đen, tư nhân một chủ. Xe này thì mới chạy có 40.000 km thôi. Nội ngoại thất còn rất đẹp luôn chị nha. Các chị xem xe này thực tế sẽ thích ngay luôn à. Về phần phụ kiện thì xe này cũng không có làm gì thêm cả, vẫn nguyên bản theo xe anh chị nha. Chỉ có thêm cái dán phim cách nhiệt mà thôi. Để các anh chị cùng xem phần ghế da đây. Ghế da nội thất kem còn rất đẹp anh chị nha. Xe này thì cũng đã có hai lớp rồi. Hai lớp thì vẫn là theo xe, còn khá là dày à. Lớp dự phòng thì cũng chưa rớt anh chị nha. Altis này thì cũng trang bị cũng khá là nhiều tiện ích à. Chúng ta có ghế da, ghế lái chỉnh điện, có cruise control, rồi chế độ lái sport, lại số tay luôn chị nha. Vô lăng thì bọc da, có 6 túi khí, 7 túi khí an toàn luôn chị nha. Toyota thì trang bị an toàn rất là nhiều. Xe mang nước sơn màu đen rất là đẹp. Thì tất cả các xe bên em bán ra, khi mà em lên hình giới thiệu đến các anh chị đây, thì đều được kiểm tra kỹ rồi anh chị nha. Tất cả các xe bên em khi mà ký với khách hàng đều có cam kết là không đâm đụng, không thủy kích, động cơ hộp số chưa qua đầy tu, không tua đồng hồ km à. Thì tất cả các xe bên em khi mà kiểm tra bán ra khách hàng thì keo chỉ cũng là zin hết anh chị nha. Mà sai cam kết thì bên em sẽ hoàn đủ tiền cho các anh chị ạ. Pháp lý là rõ ràng, nên về chất lượng xe, về pháp lý xe thì các anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà mua xe bên em ạ. Thì chiếc Altis này em giới thiệu nhanh đến các anh chị, tầm tiền lanh quanh 6 lít anh chị nha. Nếu mà anh chị nào quan tâm đến Altis của phân khúc hạng C, chạy rất là bền và tiết kiệm xăng thì liên hệ em ạ. Em xin cảm ơn ạ.